À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello everyone and welcome to Unit 1 of English 8. And in this unit, you're going to study about the topic leisure activities or the activities that we do in our free time. And in this lesson, you're going to get started with the topic. Chào mừng các em đã đến với Unit 1 của tiếng Anh 8. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề leisure activities, những hoạt động mà chúng ta thường làm trong thời gian rảnh rỗi. Trong bài học ngày hôm nay thì các em sẽ cùng khởi động với chủ đề này nhé. So you can see in the pictures, there are three students. They are Phúc, Mai and Nick. You're gonna read about them to see what they do in their free time. Và trong hình ảnh có ba bạn học sinh, bạn Phúc, Mai và bạn Nick. Các em sẽ cùng đọc về ba bạn học sinh này để tìm hiểu xem bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi nhé. This is task number one. In task one, you're gonna listen and read the conversation between the three students, Mai, Phúc and Nick. Và bây giờ cô mời các em cùng lắng nghe bài hội thoại và tập đọc bài hội thoại này nhé. Mai says, check out this book, Phúc, my mini guard dog training. Mai nói, hãy xem quyển sách này, Phúc ơi. Nó có tựa đề là những hướng dẫn nhỏ để huấn luyện một chú chó. Phúc says, sounds great, Max loves it too. Last weekend, we learned some tricks. I love to watch him. It's so much fun. Have you found a graph kit? Phúc đáp lại là thật là tuyệt và Max rất là thích nó. Cuối tuần trước thì chúng tớ đã học được một số cái mẹo nhỏ và tớ rất là thích xem nó, rất là vui. Thế bạn đã tìm được bộ đồ thủ công của mình chưa? Yes, I've found this one. It's got everything. Bits, stickers or buttons. I don't know. It'll take all my savings. Ồ, tớ đã tìm được một bộ đồ rồi và nó có rất nhiều thứ, từ những cái hạt sâu vòng đến những miếng dán hay len hay là khuy. Tớ không biết nữa nhưng có lẽ là tớ sẽ tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình mất. That is right up the street. Nick, what's that? Ồ, nhưng đó là những gì bạn thích mà. Nick à, cái gì đó? It's a CD of Vietnamese folk songs. I'll listen to it tonight. Đó là một cái đĩa CD với rất nhiều những bài hát dân ca của Việt Nam và tối nay tớ sẽ nghe những CD này. And you'll be able to improve the Vietnamese. Và chắc chắn là bạn sẽ có thể là cải thiện được tiếng Việt của mình đấy. Haha, not sure about that, but I think I enjoy listening to the melodies. Ồ, tớ không dám chắc nữa, nhưng mà tớ nghĩ rằng là tớ rất thích nghe những cái giai điệu của nó. Look at the language website I sent you. It'll help you learn Vietnamese more easily. À, thì bạn đã xem cái trang website ngôn ngữ mà tớ đã gửi cho bạn chưa? Nó sẽ giúp cho bạn học tiếng Việt dễ dàng hơn đấy. Yes, I like reading Doraemon comics while I was learning Japanese. Ừ, tớ rất là thích đọc truyện Doraemon trong khi mà tớ đang học tiếng Nhật đấy. Stop reading comics. I'll bring you my favorite short story this Sunday when we play football. Đừng có đọc truyện tranh nữa, tớ sẽ mang cho bạn một quyển truyện ngắn ưa thích của tớ vào chủ nhật này khi mà chúng mình chơi bóng đá. Sorry, but we have to hurry. Mom and Dad are waiting and we need to buy some tools to build a new house for Mars this weekend. Xin lỗi nhưng mà chúng mình phải nhanh lên. Bố và mẹ thì đang đợi và chúng mình còn phải mua một số dụng cụ để xây một căn nhà mới cho bạn Max vào cuối tuần này nữa đấy. And we just finished reading the conversation between these three students. Và chúng mình vừa mới hoàn thành cái việc luyện đọc bài hội thoại vừa rồi. Các em hãy cố gắng là lắng nghe và tự tập thật nhiều để có thể đọc trôi chảy và chú ý phát âm nhé. And now, we move to the next part. You're gonna circle the correct answer. Bây giờ, các em sẽ đến với phần luyện tập đầu tiên. Đó là sẽ khoanh tròn những đáp án đúng. We have six sentences here. Number one, Phúc, Mai and Nick are in the library, bookstore or sports club. Number two, Phúc is looking for a dog.
a book, a craft kit. Number 3, mouse, a fox, cat, a goldfish, a dog. Number 4, Mai has found book, CD, craft kit for herself. Number 5, Nick CDs is a folk music, pop music, or rock music. And number 6, Nick is trying to learn Vietnamese, or Japanese, or English. So, you need to take a look back at the conversation to check for the information and then you can circle the correct answer. Để làm được phần bài tập này thì chắc chắn là các em phải quay lại phần bài hội thoại vừa rồi để có thể đối chiếu thông tin và tìm ra đáp án đúng nhất nhé. Let's see number one. Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu từng câu nhé. Phúc, Mai and Nick are in a library, bookstore or the sports club. Bạn Phúc, bạn Mai và bạn Nick đang ở đâu? Là thư viện hay là một cửa hàng bán sách hay là ở một câu lạc bộ thể thao? Chúng mình sẽ cùng tìm thông tin nhé. Here you can see Mai say check out this book. So this is a place that has book. And then you can find the craft kit here. And I can see the CD too. Và ở địa điểm này thì vừa có sách này, lại vừa có cả bộ đồ thủ công và có cả đĩa CD nhạc nữa. Vì thế là chúng mình có thể đoán được đáp án chính xác là gì rồi đúng không nào? It must be the bookstore. So, number one, bookstore is correct. Next is number two. Phúc is looking for a book, a dog, a craft kit. What does this mean looking for? Và cái cụm từ mà chúng ta cần phải chú ý đó là cụm từ look for. Look thì bình thường có nghĩa là nhìn đúng không nào? Nhưng mà cái cụm look for ấy, thì nó lại có nghĩa là tìm kiếm. Chúng ta có thể thay thế bằng từ search hoặc là find. Bạn Phúc đang tìm kiếm cái gì? A book, một quyển sách, a dog hay là một chú chó, hay là một bộ craft kit, là một bộ đồ thủ công. Chúng mình sẽ cùng xem nhé. Phúc here, when Mai say check out this book, Phúc thì Mai đã nói là Phúc ơi xem quyển sách này đúng không? Và bạn trả lời là sounds great, thật là tuyệt. Vậy là trong bài hội thoại này thì bạn Phúc là quan tâm đến một quyển sách và bạn muốn đi tìm sách. Vì thế mà chúng mình sẽ có đáp án rất là dễ dàng, câu 2 đúng không ạ? Number 2, that's the book. And now we move to number 3. Bây giờ hãy đến với câu 3 nhé. Max is Phúc's cat, goldfish, a dog. À, Max thì nếu như mà chúng ta tinh ý nhận ra thì sẽ thấy là Max chính là tên của một con thú cưng của bạn Phúc đúng không nào? Phúc phải S ở đây có nghĩa là sở hữu cách là một con mèo của bạn Phúc này, hay là một con cá vàng, hay là một chú chó của bạn Phúc. Chúng mình sẽ cùng xem nhé. Here, the book is Mini Guide to Dog Training. À, quyển sách bạn tìm có tựa đề là My Mini Guide to Dog Training, là những cái huấn luyện về huấn luyện chó đúng không nào? Vì thế chắc chắn là bạn ấy quan tâm đến quyển sách này để tìm cách huấn luyện chú chó cưng của mình ở nhà. Và chúng ta sẽ có rất thông tin là dog ở đây đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể làm cách loại trừ, đó là cat hay là goldfish thì chưa được nhắc đến. Cho nên chúng ta sẽ có thể chọn được ngay đây mà, đó chính là gì ạ? Dog. Max is the name of a dog, that is the Phúc's pet, và thú cưng của bạn Phúc đúng không nào? Now we move to number 4. Mai has found a book, a CD, a craft kit for herself. Ở đây thì bạn Mai đã tìm được cái gì? Một quyển sách hay là một đĩa CD hay là một bộ đồ thủ công? Has found here is a present perfect. Và cái động từ has found này có nghĩa là động từ của thể hiện tại hoàn thành. Điều đó chứng tỏ là bạn ấy đã tìm được rồi và vừa mới tìm được xong đúng không nào? Chúng mình sẽ cùng tìm nhé. Here, have you found the craft kit? Khi mà Phúc hỏi là thế bạn đã tìm được bộ đồ thủ công chưa thì Mai trả lời là yes, I found one. Và trong bài hội thoại này thì chỉ có bạn Mai đi tìm craft kit thôi, bộ đồ thủ công thôi. Vì thế là chúng ta sẽ có thể chọn được luôn đáp án đúng không ạ? Mai has found a craft kit for herself. Herself, đây cô giải thích một chút nhé. For herself có nghĩa là bạn ấy tự tìm được, tự bản thân bạn ấy đi tìm được cái bộ đồ thủ công mình của cho mình mà không phải nhờ đến người khác thì gọi là for herself. Next is number 5. Nick's CD is a folk music, a pop music, a rock. À, thể loại âm nhạc của cái đĩa CD mà bạn Nick tìm đó là gì? À, nhạc dân gian này hay là nhạc pop hay là nhạc rock đây?
chúng mình có thể tìm thấy rất dễ đúng không ạ? It's a series of Vietnamese folk songs. Đây là những bài hát dân gian, vì thế đây là thể loại âm nhạc dân gian rồi. Và chúng ta rất là chọn được đáp án đúng không ạ? That is a folk music, folk songs. So that is number 5, the last one, number 6. Hãy đến với câu cuối cùng nhé. Nick is trying to learn Vietnamese, Japanese or English. Bạn Nick đang tìm kiếm cái gì đây? Ở đây động từ try to learn. Tried có nghĩa là cố gắng. Try to learn là cố gắng để có thể học. Ở đây thì bạn đang cố gắng học ngoại ngữ gì? Tiếng Việt, tiếng Nhật hay là tiếng Anh? Let's see. Nick say, while I was learning Japanese, so it must be Japanese. Và đáp án chắc chắn là chỉ có một thôi, đó là tiếng Nhật, bởi vì bạn đã nói rất là rõ trong bài hội thoại của chữ Nick đây ạ. Nick là đọc truyện tranh Doraemon của Nhật khi mà bạn đang học tiếng Nhật để cải thiện cái tiếng Nhật của mình đấy. And that is the way we refer back to the conversation to find out the answer. And I hope that you have all correct answers. Và đó là cách mà cô hướng dẫn các em có thể là đối chiếu lại với thông tin trong bài đọc để tìm những dữ liệu và trả lời cho chính xác nhất nhé. And now we're gonna move to the next part, part B. You're gonna put a tick here. Which leisure activities do you think Phúc, Mai, Nick have? À, bây giờ chúng mình sẽ đến với một cái nhiệm vụ như sau. Đó là chúng mình sẽ tìm xem về bạn Phúc, Mai và Nick thì đã thực hiện những cái hoạt động giải trí nào trong thời gian rảnh rỗi của các bạn đó nhé. So we have seven leisure activities here. Chúng mình có 7 cái hoạt động trong thời gian mà các bạn có thể giải trí hoặc là thư giãn đó. Chúng mình sẽ cùng đọc nhé. Number 1, pet training. Pet training. Number 2, making crafts. Making crafts. Number 3, reading. Reading. 4, listening to music. Listening to music. Number 5, learning language. Learning language. Number 6, playing sports. Playing sports. And 7, helping parents with DIY projects. Helping parents with DIY projects. À, vừa nãy thì cô đã cố gắng để đọc chậm một chút để các em có thể là luyện tập cái phần phát âm của mình. À, những cái hoạt động này thì nó đã xuất hiện trong bài hội thoại rồi. Bây giờ chúng mình sẽ phải tư duy để tìm xem là hoạt động nào là thuộc về bạn nào nhé. Let's see. Pet training. The first one, đầu tiên là hoạt động huấn luyện thú cưng. Có lẽ là quá dễ để có thể tìm ra câu trả lời rồi đúng không? Who do the pet training for the leisure activities? Ai là người đã huấn luyện thú cưng của mình trong thời gian rảnh nhỉ? Chắc chắn là bạn gì nào? Here, folks like the book The Mini Guide to Dog Training. So it must be folks. À, chỉ bạn Phúc là quan tâm đến cuốn sách là huấn luyện chú chó cưng, vì thế hoạt động pet training là hoạt động huấn luyện thú cưng chắc chắn thuộc về bạn Phúc rồi. Making craft, làm đồ thủ công. À, chúng ta có hai bạn trai và một bạn gái, nhưng mà chúng mình đoán xem là có phải đấy chính là bạn gái bạn tên là Mai không nhá. Making craft. Here, Phúc asks the question, have you found the craft kit? Bạn đã tìm được bộ đồ thủ công chưa? Mai say, yes, I found one. Ừ, tớ tìm thấy rồi đúng không? Và chắc chắn đó là thông tin thuộc về bạn Mai. Mai do the making craft. Bạn Mai là người làm đồ thủ công đấy. Next one, reading. Đọc. Đọc đúng không ạ? Ở đây reading đọc gì đây? Chúng mình xem nào. Reading. Here, Nick say, yes, I like reading Doraemon comics. À, chỉ có bạn Nick trả lời là tớ thích đọc truyện tranh của Doraemon thôi. À, để có thể cải thiện được cái tiếng Nhật của mình. À, so here, reading is for Nick. Chắc chắn rồi, reading là được việc đọc là thuộc về bạn Nick. Next one, listening to music. Nghe nhạc. Let's see. Here, Nick say, Nick thinks that he enjoy listening to the melodies. Bạn Nick bạn trả lời là bạn đã mua một cái nhạc CD nhạc dân ca của Việt Nam. Và chúng mình có thể đoán được là tên bạn Nick thì không phải là người Việt rồi, nhưng mà bạn đã tìm một cái CD nhạc Việt dân ca. Và bạn nghĩ rằng bạn rất thích nghe những cái giai điệu đó của cái nhạc dân ca Việt Nam. So listening to music is Nick. Vì thế là đáp án chúng ta tìm rất dễ đúng không nào. Next one, learning language.
Learning the language, who? Học ngoại ngữ là ai nào? Học ngôn ngữ. Here you can see Nick say that he liked reading Doraemon comics while he was learning Japanese. Ở đây chỉ có một bạn được đề cập đến việc là học tiếng Nhật thôi, đó chính là bạn Nick. Vì thế mà chúng mình cũng thể thấy thông tin đó là bạn Nick, đúng không nào? Next one is playing sports. Chơi thể thao. Chơi thể thao đúng không nào? Let's see. What kind of sport here? Loại hình thể thao nào được nhắc đến trong bài này? Phúc say, when we play football, the sport is football. Môn thể thao ở đây chính là môn bóng đá. Và we ở đây tức là hơn hay hơn một người rồi đúng không? Và chúng ta xem nào, bạn Phúc nói là bạn Nick đừng có đọc truyện tranh nữa. Và Phúc sẽ mang cho bạn Nick một truyện ngắn vào chủ nhật khi mà hai bạn chơi bóng đá. Vì thế chúng mình sẽ có thông tin của hai bạn cùng chơi thể thao. That is Nick and Phúc. So play sports for Nick and Phúc. Next, the last one, help parents with a DIY project. Có một cái từ viết tắt ở đây đúng không? Đó là từ DIY. What does this mean? What does DIY stand for? À, cái cụm từ DIY là viết tắt của cụm gì nhỉ? Ai có thể đoán được? Chúng ta có thể nhớ nhá. DIY là viết tắt cho từ do it yourself, tức là tự tay mình làm lấy. Đây là những dự án mà thủ công của mình tự làm, đúng không nào? Mình có thể chế tác một vật gì đó bằng chính khả năng và những cái đồ dùng mà mình tìm kiếm được, thì chúng ta gọi đó là DIY project, mà không nên sự trợ giúp của người ngoài. Let's see. Giúp đỡ bố mẹ với những dự án tự tay làm lấy, đúng không? So here my say, we need to buy some tools to build new house for Max. Bạn Mai nói là nhanh lên về thôi, bố mẹ đang đợi và bạn ấy cần phải mua những dụng cụ để chúng mình cần phải mua. Chúng mình ở đây thì chắc là nhiều hơn một người rồi. Mua dụng cụ để xây một căn nhà mới cho Max. Và các em có đoán được không? Đó là cả bạn Mai, bạn Phúc và bạn Nick đấy. Vì thế chúng mình sẽ có đáp án là gì ạ? Help parents with DIY projects that is for Nick, Phúc and Mai. All these three students. Và cả ba bạn đều xây dựng một căn nhà cho chú chó Max rất là dễ thương, đúng không nào? And here, again, the table that you see. Và đây, các em lại nhìn thấy lại cái bảng này. Chúng mình đã có thông tin đầy đủ rồi, đúng không nào? Phúc do the pet training. Mai is making crafts. Nick, look at Nick. He does lots of things for leisure activities. Ở đây thì thấy là bạn Nick có rất nhiều dấu tích, chứng tỏ là bạn đã làm rất nhiều những hoạt động để giải trí trong thời gian rảnh rỗi này. Reading, listening to music, learning language, playing sports, and Phúc do playing sports too. Then Phúc, Mai and Nick have parents with the DIY projects. So that is the task B. Now we're gonna move to the next one, task number 2. Bây giờ chúng mình sẽ đến với nhiệm vụ số 2 nhé. What do you do? You're gonna find words or phrases in the box here to describe the photos in the next line. À, trong nhiệm vụ này thì các em sẽ phải tìm các từ hoặc cụm từ xuất hiện ở đây để chúng ta có thể label, tức là gắn nhãn mác này, hay là các là tên cho những cái bức tranh mà chúng ta sẽ xuất hiện ở slide sau đây. Bây giờ hãy cùng đọc những cái từ hoặc cụm từ này nhé. Let's read. Playing beach games. Playing beach games. Khi mà đọc bất kỳ một từ nào thì các em phải chú ý âm đầu âm cuối nhé. Beach games. Đấy là ví dụ mà cô có thể nhắc em. Playing beach games, playing football, making crafts, playing computer games, texting, visiting museums and doing DIY. Tất cả những cái động những cái danh từ hoặc là những cụm từ đây thì nó đều bắt đầu bằng một verb in, đúng không? Và nếu mà đã bắt đầu bằng một verb in thì chúng ta thường gọi đó là một cụm danh động từ đấy. Now, let's see the pictures. Bây giờ hãy cùng quan sát các bức tranh nhé. We have 6 pictures to label. Các em có 6 bức tranh cần phải gắn tên cho nó này. Number 1, I see the boy in front of the desktop. À, cô thấy có một bạn trai đang ngồi trước một cái màn hình, có thể là tivi hoặc máy tính. Next one is number 2. Two boys playing on the beach. Và đây có hai bạn đang chơi bóng chuyền, đúng không nào?
ở trên bãi biển, playing volleyball on the beach. Number three, look at this woman, or maybe a girl, she's painting on the wall. Painting the wall. Ở đây số 3 thì là thấy một người phụ nữ hoặc là một người con gái đang là sơn cái tường. Next is number 4. This is the pictures of a mobile phone. Câu số 4 là bức tranh của một cái chiếc điện thoại di động. Next is a group of people looking at the pictures on the wall. Và số 5 thì là một nhóm người là đang tham quan, đang ngắm nhìn những bức tranh ở trên tường. And the last one, number 6, a girl, she's making things like look like bracelets or a necklace, right? Số 6 thì là hình ảnh của một bạn đang sâu vòng và cô dự đoán là bạn đang làm vòng tay hoặc vòng cổ đấy. So, you see all the words of the phrases? Now you're gonna label these pictures. Và vừa nãy thì các em đã được quan sát những cái cụm từ hoặc từ để chúng ta có thể gắn tên cho những cái bức tranh này rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem các em đã làm đúng chưa nhé. Number one is must be playing computer games. Là chơi những cái môn trò chơi điện tử trên máy tính đấy. Number two, playing beach games. Number three, that is doing DIY. Number four, texting, nhắn tin, đúng không nào? And number five, that is visiting the museums. Visiting the museums, go to the museum, right? Đây là động từ nghĩa là đến thăm viện bảo tàng hay là chúng ta gọi là đi tham quan ở viện bảo tàng đấy. And next is number six, making crafts. Số 6 thì rất là dễ rồi, đó là làm đồ thủ công. So that is the six pictures with six names for them. Và chúng ta đã vừa hoàn thành việc đặt tên bằng những từ hoặc cụm từ cho sẵn với các bức tranh này rồi đấy. And that is task 2. Now we're gonna move to task 3. Bây giờ hãy đến với nhiệm vụ số 3 nhé. In task 3, what do you do? Ở trong nhiệm vụ số 3 này thì các em có dự đoán được mình sẽ phải làm gì không? You see the words in the box. Các em thấy các từ trong ô này. So, you need to complete these sentences here with the words in the box. Và nhiệm vụ của các em là sẽ điền các từ còn thiếu mà đã được cho sẵn ở trong cái box này để điền vào các câu này sao cho câu có phù hợp với ngữ nghĩa này. Đúng không nào? Nếu như mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy là tất cả các từ trong cái box này nó đều là tính từ. Tính từ này thì miêu tả tính chất của sự vật sự việc này hoặc là miêu tả cảm xúc của con người đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng đọc các tính từ này nhé. Good. Good. Relaxing. Relaxing. Fun. Fun. Satisfied. Satisfied. Exciting. Exciting. And boring. Boring. Các tính từ này thì mang nghĩa khác nhau. Good này là tốt này, cảm thấy tốt này. Relaxing là thật là thư giãn. Ở đây cô chú ý một chút nhé. Cái tính từ relaxing này nó bắt nguồn từ động từ relax là thư giãn. Và khi mà chúng ta thêm tính từ relaxing thì các em chú ý là nó chỉ dùng để miêu tả cái tính chất của sự vật sự việc thôi. Còn cái tính từ doing này nó sẽ không thể miêu tả cảm xúc của mình được. Nhớ chưa nào? Nếu như chúng mình muốn sử dụng cái tính từ để miêu tả cảm xúc của con người ấy, thì chúng mình phải sử dụng tính từ relaxed, có nghĩa là có đôi ed, đôi ed thay vì doing. Fun là vui. Satisfied, tính từ satisfied có đuôi ed đúng không nào? Và cái tính từ đuôi ed này để miêu tả cảm xúc của con người, có nghĩa là cảm thấy rất là hài lòng, mãn nguyện này. Exciting. Exciting là gì ạ? Là rất là sôi nổi, hào hứng đúng không? Nhưng mà chú ý là exciting cũng là một tính từ có đuôi ing. Vì thế nó sẽ là cái tính từ để chỉ tính chất của sự vật, sự việc. Thay vì để miêu tả cảm xúc của con người, chúng ta sẽ không dùng exciting. Nếu như mà muốn dùng tính từ chỉ cảm xúc của con người, phải là tính từ excited cơ, đúng không nào? Next is boring. Boring cũng tương tự như vậy. Tính từ đôi boring này dùng để miêu tả cái tính chất của sự vật, sự việc. Đó là nó hơi bị nhàm chán. Now, let's read the sentences. Bây giờ, trước khi mà chúng ta điền các từ còn thiếu ở trong câu thì chúng ta sẽ cùng đọc các câu nhé. Và đó cũng là một bí kíp là các em có thể làm bài tập này, đó chúng ta phải đọc lướt các câu và tìm cho cái tính từ phù hợp nhất để điền vào. Và đôi khi thì chúng ta làm thì chúng ta có phải thay đổi nữa đúng không nào? Number one,
You do leisure activities in your free time and they make you feel. Khi là bạn làm những hoạt động trong thời gian rảnh rỗi của mình để giải trí và những hoạt động đó sẽ làm bạn cảm thấy thế nào? Ở đây này, các em chú ý là make you feel, tức là làm cho chúng ta cảm thấy thế nào, thì đây sẽ phải là tính từ để miêu tả cảm xúc của con người chứ không phải miêu tả tính chất của sự vật đó. Next, number two, you can do the activities such as yoga or the ones such as mountain biking or skateboarding. Ở đây là có sự đối lập đúng không? Một là những hoạt động như thế nào thì được miêu tả chẳng hạn như là yoga. Hoạt động này chắc chắn là thư giãn nhẹ nhàng, thư giãn và nhẹ nhàng. Hoặc nhưng mà những hoạt động như thế nào thì là mà được miêu tả là so hoạt động mountain biking, là hoạt động đạp xe leo núi đúng không? Hay là skateboarding trượt ván. Những hoạt động này thì nó sẽ phải mạnh mẽ hơn, sôi nổi hơn một chút. Ở đây thì các em lưu ý là cái chỗ cần điền của chúng ta là này. Nó đứng trước cái danh từ, nó đứng trước danh từ activities, hoặc là nó đứng trước cái danh từ ones thay thế cho activities ở phía trước, là những hoạt động như thế nào. Tức là cái tính từ này sẽ bổ nghĩa cho danh từ để miêu tả cái tính chất của sự việc đó, của cái hoạt động đó. Vì thế chúng ta sẽ không chọn những tính từ chỉ cảm xúc của con người, mà sẽ chọn những tính từ để miêu tả bản chất của sự vật, đúng không? Next is number three, the hobbies such as making crafts or collecting things are. Sau cái to be or sẽ là một từ cần điền. Ở đây cái từ cần điền này chính là tính từ miêu tả gì ạ? Miêu tả cái chủ ngữ hobbies này. Những cái sở thích chẳng hạn như là làm đồ thủ công hay là sưu tập cái gì đó thì được miêu tả như thế nào? Chúng ta sẽ tìm một tính từ phù hợp nhé. Next is number four. You can surf the internet, but some people say that is. Bạn có thể lướt internet. Lướt ở đây từ surf có nghĩa là lướt sóng, nhưng mà chúng ta có thể dùng cụm surf the internet có nghĩa là lướt mạng, là cứ đi từ trang mạng này đến trang website khác để tìm kiếm thông tin hoặc là giải trí, đúng không? Bạn có thể lướt mạng, but, chú ý đến cái từ but cho cô ạ, đó là từ nhưng. Nhưng thì nằm là một từ nối, để nằm giữa hai vế của câu, một cái câu dài, đúng không? Và nó sẽ mang cái tính chất tương phản, cho nên chúng ta phải chọn tính từ nó hợp với nghĩa nhé. Bạn có thể lướt mạng nhưng một số người nói rằng nó rất là gì ạ? Sẽ tìm một tính từ phù hợp ở đây. Đây không phải là tính từ miêu tả cảm xúc đâu, mà sẽ là tính từ miêu tả tính chất của sự việc đấy. Number 5, you can spend time with family and friends or become a volunteer for the community. This will make you feel. Bạn có thể dành thời gian với gia đình bạn bè hoặc là trở thành một người tình nguyện viên cho những hoạt động cộng đồng. Điều đó sẽ làm bạn cảm thấy thế nào? Make you feel, lại là cụm make you feel đúng không ạ? Và đã là cảm xúc của con người chắc chắn phải là một tính từ miêu tả cảm xúc nhé. Now, let's see. Dựa vào những cái điều mà cô vừa hướng dẫn thì các em đã có những lựa chọn cho riêng mình. Và sau đây các em hãy cùng đối chiếu đàm với cô để xem là chúng mình đã đưa ra những lựa chọn chính xác chưa nhé. Và trước khi chữa bài thì cô có một chú ý nhỏ, đó là gì? Là đã là cảm xúc hoặc là miêu tả tính chất sự vật sự việc ấy, thì mỗi một người sẽ có những quan điểm khác nhau. Chẳng hạn như cô, đối với cô thì cô thấy cái việc đi sưu tập cái gì đó nó rất là thú vị. Có những người thích sưu tập tem, thích sưu tập vòng, hay là thích sưu tập những cái quyển sách truyện, đúng không nào? Nhưng mà có những người không thích thì họ lại thấy rằng nó rất là tẻ nhạt. Vậy là chúng ta miêu tả cùng một sự vật nhưng dưới các góc nhìn khác nhau thì sẽ có những cái đáp án khác nhau. Cho nên ở bài tập này đôi khi chúng ta lưu ý là sẽ có nhiều hơn một đáp án được chấp nhận là đúng nhá. Number one, you do leisure activities in your free time and that will make you feel satisfied or good. Ở đây thì cô để cả hai đáp án. Vì sao? Bạn có thể làm những hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi và những hoạt động này sẽ làm cho bạn cảm thấy thế nào ạ? Thứ nhất là rất là hài lòng, hoặc đơn giản chỉ là feel good, cảm thấy rất là tốt thôi, vui. Next, you can do here relaxing activities such as yoga. Yoga is very relaxing, or like exciting like mountain biking or skateboarding. Tương tự thì chúng ta lại tìm ra một cụm tính từ mà nó hai trái nghĩa nhau một chút, đúng không? Là những hoạt động mà thư giãn như là yoga và những hoạt động thì sôi nổi, hào hứng như là cái việc là đạp xe lên núi hoặc là trượt ván. Ở đây thì chắc chắn là chúng tôi sẽ không có một đáp án khác phù hợp hơn đâu. Vì sao ạ? Vì activities này là danh từ
tính từ doing để miêu tả cho cái sự việc đó, đúng không ạ? Tính từ doing là tính chất của sự vật mà, một cái hoạt động đầy sự thư giãn, hoặc là ở đây từ once cũng là viết tắt cho cái từ activities ở đây ạ. Nó là một cái hoạt động đầy tính sôi nổi, chúng ta sẽ khó có thể tìm từ khác. Cho nên là câu 2 cô chỉ để một đáp án thôi nhé. Number 3, hobbies such as making crafts or collecting things are fun. Đối với cô thì cái việc mà chúng ta đi thu thập một cái gì đó, hay là khác là sưu tầm một bộ sưu tập cho mình, hoặc là làm đồ thủ công thì rất là thú vị, rất là vui. Và có lẽ đối với cô là như vậy. Nếu như bạn nào đó hỏi cô rằng là câu số 3 này mà điền ra đáp án boring có được không, thì cô xác nhận với các em là đó là một đáp án cũng đúng nhá. Bởi vì có thể với một số người thì hoạt động này lại hơi là tẻ nhạt một chút. Và cái hoạt động boring ấy, từ tính từ boring ấy, thì nó hoàn toàn phù hợp về mặt ngữ pháp nữa. Vì tính từ boring để miêu tả tính chất của sự vật ở đây chính là sự vật hobbies, là những cái sở thích. Number 4, you can surf the internet, but some people say this is... let's see. Say that it's boring. Chúng ta tìm xem nào. Bạn có thể lướt mạng, là bạn cảm thấy thú vị thì bạn có thể lướt mạng, đúng không? Nhưng mà một số người thì nói rằng nó rất là chán, nó rất là tẻ nhạt khi mà cứ lướt mạng mà không thực hiện được một cái nhiệm vụ gì khác. Next is number 5. You can spend time with your families or friends or become volunteers for the community. This will make you feel, let's see, feel good or feel satisfied. Ở đây chúng ta thấy gì ạ? Dành thời gian với gia đình bạn bè, hoặc là trở thành một người rất hữu ích cho cộng đồng để làm tình nguyện viên, thì sẽ làm mình cảm thấy gì? Feel good có được không? Chắc chắn là được rồi. Feel satisfied được không ạ? Cảm thấy hài lòng được không ạ? Cũng là một đáp án đúng nhá. Vì thế chúng ta có thể lựa chọn một trong hai đáp án này để điền vào câu cho phù hợp. And that is task 3. How many correct answers have you got? Và phần vừa rồi chúng ta đã vừa mới hoàn thành task số 3. Thì không biết là các em đã có bao nhiêu câu trả lời đúng, là hy vọng là các em đã dưới sự trợ giúp của cô để em đã hiểu bài hơn và có thể là phân tích một chút được về vai trò và vị trí của cái tính từ xuất hiện trong câu, đúng không ạ? Nếu như các bạn để ý thì nó sẽ thường là xuất hiện ở sau tính từ tự tính từ sẽ đứng sau to be này. Ví dụ như câu này, đúng không ạ? Our fun is boring, hoặc là tính từ ấy thì sẽ đứng sau động từ feel. Feel là cảm thấy, feel satisfied, feel good, cảm thấy như thế nào. Và tính từ thì còn đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó nữa, relaxing or exciting. Và chúng ta đã thấy rất là rõ được cái vai trò của tính từ này, miêu tả này, tính chất này, miêu tả cảm xúc này, và nó vị trí của nó trong câu rồi. And now we take a look again at the vocabulary for the leisure activities. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại những cái từ vựng mà thuộc cái chủ đề leisure activities, là những hoạt động mà chúng ta thường làm để giải trí trong thời gian rảnh rỗi nhé. That is our 14 phrases for the leisure activities, 14 activities, and all these activities you can see in the conversation. 14 cái hoạt động này thì đã xuất hiện rồi trong bài điền từ hoặc là trong bài hội thoại. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa để có thể rèn luyện cái khả năng phát âm từ vựng của mình nhé. Let's listen and repeat. Hãy cùng nhắc lại theo cô nào. Pet training. Number 2, making crafts. 3, reading. 4, listening to music. 5, learning language. 6, playing sports. 7, having parents with DIY projects. 8, playing beach games. Number 9, playing football. 10, making crafts. 11, playing computer games. Number 12, texting. Or 13, visiting the museums. And number 14, doing DIY. So we have 14 leisure activities. And now I have a question for you. Bây giờ chúng ta vừa mới đọc xong 14 cái hoạt động mà chỉ những cái mà chúng ta thường làm để giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Bây giờ cô có một câu hỏi cho các em nhé. Let's see. The question is, what's your favorite leisure activity?
hoạt động ưa thích nào là những cái hoạt động giải trí mà em ưa thích nhất? Đối với câu hỏi, đây là câu hỏi về what đúng không ạ? Với câu hỏi về what thì thông thường học sinh sẽ focus vào cái từ what để trả lời. Chẳng hạn như là hoạt động giải trí gì thì chúng ta chỉ đơn thuần kể ra đó là hoạt động, chẳng hạn như là với một số bạn thì thích chơi bóng đá thì bạn sẽ kể ngay hoạt động bóng đá và dừng lại ở đó. Thì theo em, nếu như mà chúng mình chỉ trả lời một câu hỏi với một cái câu trả lời thì thôi, thì đối với cái phần kỹ năng nói thì sẽ có giúp mình phát triển được khả năng sử dụng ngôn ngữ không? Theo cô thì là các em có thể trả lời dài hơn một câu để chúng ta có thể phát triển cái khả năng tư duy, trả lời và sử dụng cái ngôn ngữ mới của mình nhé. You can answer the question, what's your favorite leisure activities with what, who, when and how? Cùng trả lời một câu thôi, một câu hỏi thôi, nhưng chúng ta thể hình dung ra được thêm các bối cảnh khác. Chẳng hạn như là hoạt động giải trí này là gì? Bạn chơi với ai, bạn chơi hoạt khi nào và bạn chơi thế nào, đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem thử một cái câu trả lời mẫu của cô nhé. What's your favorite leisure activities? Let's see, I love playing badminton. I usually play with friends and after school or in the weekend. It makes me feel fun and happy. Thay vì trả lời là my favorite leisure activity is, đúng không ạ? Nhiều bạn sẽ tư duy trả lời là my favorite leisure activity is, tức là hoạt động ưa thích của mình là, và chấm hết. Thì bây giờ cô lại có một cách khác để diễn tả, đúng không ạ? I love badminton. Cô rất là thích chơi cầu lông. Và nó vẫn đáp ứng được cái thông tin cho cái câu hỏi kia. I usually play friends at school, after school or in the weekend. Và thời gian thì là chơi với chơi vào ngày cuối tuần này, hoặc là sau khi tan trường chơi với ai, với bạn ạ. It makes me feel fun and happy. Và cái hoạt động mà chơi bộ cầu lông này giúp cô cảm thấy rất là vui và hạnh phúc nữa. Và đó là cách chúng ta có thể tư duy thêm, mở rộng cái khả năng sử dụng tiếng Anh của mình nhé. Now, it's time for me to say thank you for learning with me and I will see you in the next video. Và đã đến lúc nói lời cảm ơn rồi. Cảm ơn các em thì đã học bài cùng với cô. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.